Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game GTA 5. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay tiếp tục trở lại cái cửa hàng Toyota các bạn. Hôm trước các bạn có nhớ là mình đã từng làm tài xế lái xe tải để vận chuyển bán xe của Toyota chưa? Đó, thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại cửa hàng Toyota. Và hôm nay chúng ta sẽ cũng vận chuyển các bạn, nhưng mà không phải vận chuyển xe thường mà vận chuyển xe taxi. Đó, đây là bên Mylin vừa đặt đâu đó là khoảng 6 chiếc taxi Mylin bên Toyota các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ có một công việc đó là vận chuyển 6 chiếc xe Mylin qua bên cái công ty Mylin các bạn, từ cái hãng Toyota. Đó, thì cái hãng Toyota này mình cũng vừa mod lại các bạn, nhìn nó đẹp hơn rồi nè. Đó, ngon là nào, trên này có logo Toyota nè các bạn thấy không. À, ngoài này thì đang đậu, đây là 3 chiếc hả, hình như là còn ở trong kho các bạn, trong kho mấy chiếc nữa, vận chuyển 6 chiếc lận. Và chúng ta sẽ dùng cái con xe đầu kéo Mỹ rồi nè các bạn. Đây, con Phantom đó, Phantom này là Phantom đầu kéo nha mấy ông, chứ không phải Phantom gôn gôi đâu. Phantom đầu kéo Mỹ đó, để vận chuyển nè, nguyên cái container chà bá lửa luôn các bạn, chở được 6 chiếc luôn ấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào cái cửa hàng cái đi. À, đây là trong cửa hàng nè các bạn. Là cái gì vậy trời? Đây có một số xe, sao chiếc Audi lại nằm trong này? Phải nồi vậy. Đây các bạn, trong hãng thì hiện tại còn showroom còn mấy chiếc Innova đây các bạn ơi. Không còn thêm mấy chiếc khác có logo của Toyota luôn kìa. Đây là một cái quảng cáo nè. Mua xe không? Đứng nhìn dữ vậy anh? Mua không? Mua không? Đứng nhìn hoài vậy trời? Đứng ngoài cửa đứng nhìn kìa các bạn. Đây, hiện tại khách đang tham quan xe các bạn. Này, có mua không ngồi đồ các kiểu vậy? Mua không mà ngồi ghê vậy? Cái gì vậy? Ơi What the hell? Cái ghế bị ma nhập các bạn. Ơi, cái ghế bị ma nhập nè. Vãi chưởng thật. Như là mấy cái ghế này cũng vậy các bạn ơi, như vậy là mấy cái này là cái ghế nè, nó bị sao mà nó bị dính lẹo lên hết rồi nè. Nè các bạn thấy không, cái ghế nè. Ui, ghế trong cái cửa hàng này bị ma nhập hết rồi. Đây, có bán nước sơn đồ hay gì nè. Đó, đầy đủ hết. Có một cái tủ cà phê nè, không biết uống được không nữa. Không được các bạn. Không uống được. Mua anh ơi, sao ho dữ vậy? Có đi khám bệnh corona vậy mà đứng ho dữ vậy anh? Nhìn cũng già cụ đây. À đây. Đây, trong kho đang đóng cái chiếc này các bạn. Đó, thì hiện tại hello anh Michael. Anh Michael đi mua xe vậy nè các bạn. Chiếc này đang sửa các bạn ơi. Để mình coi phía sau còn không ta. Đây, anh này cũng bên sửa xe nè các bạn. Ở đây trong kho còn 2 chiếc nè các bạn. Như vậy là 2 chiếc ở đây với 1 chiếc đang sửa là 3 chiếc, cộng với 3 chiếc ngoài kia nó là 6 chiếc. Ok, vừa đủ rồi đấy các bạn. Rồi, thôi bây giờ không để các bạn chờ đâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu đưa xe đi giao hàng luôn nha các bạn. Bây giờ để mình coi làm sao để đưa xe lên đây. Bây giờ mình lái cái con này ra cái đã nha các bạn. Sao ta? Giờ mình đưa đít vào để mình lấy 3 con này trước nha các bạn. Ok, nhóng lên. Rồi, ok. Từ, ở đây, nhường đường cho đầu kéo người ta, ta chạy cái... Trời ơi, gì cũng lại cho đường đi các bạn. Không hiểu nổi. Kìa. Thanh niên kìa. Xin đường một xíu không cho các bạn, đụng cho hư xe chơi vậy đó. Phải nồi thanh niên này. Kẻ châu xứ sở thành phố nữa gì rồi đây nè. Rồi giờ mình đưa cái đít vào các bạn. Bây giờ làm sao để đưa cái đít vào đây? Lâu quá không chạy đầu kéo, mình không có cảm giác lái đầu kéo luôn các bạn. Rồi đụng sức bà luôn cái ổ điện, cái trụ điện của người ta luôn kìa các bạn. Rồi đưa đít vô các bạn ơi. Đó. Ok. Được chưa ta? Rồi. Ok, xuống xe các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái công tắc để hạ cái bửng trên xuống trước nha các bạn. Cái bửng trên mình sẽ đưa dàn xe lên trước. Tại vì mình đưa cái xe lên cái dàn dưới rồi các bạn, thì đưa lên cái dàn trên nó khó lắm, nên mình sẽ đưa cái dàn dưới trước nha. Bây giờ mình hạ cái này trước. Cái này rồi mình hạ cái trên xuống luôn nè. Đó. Rồi để mình kiểm tra coi. Ok các bạn, đó.
Bây giờ mình sẽ đưa cái dàn xe lên trước nha các bạn. Xe này lên trước đây. Hình như là ông này bên giám đốc của bên quản lý của bên bên Mai Linh đi các bạn. Đó, ổng sẽ kiểm tra mình. Ơ sao không đóng cái cửa là vậy? Đóng cái cửa là đi chứ. Cái tầm đó. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Đóng cái cửa lại. Rồi ok. Rồi ok. Khó quá nhờ. Hơi bị chặt hẹp luôn ấy các bạn. Ê. Cái gì ấy? Chưa đụng các bạn ơi. Nó đụng xe chạy xe mới của người ta. Rồi ông nội này đứng xích vô đi. Chỗ người ta chạy xe mà đứng giữa đường người ta cản trở. Rồi ok, lên luôn các bạn ơi. Lái cho chuẩn nha. Đó. Ok. Rồi, một chiếc lên trước nha các bạn. Lên nổi không vậy? Cái gì vậy? Đừng có nói bò lên không nổi nha. Với nồi đi các bạn, như bò lên không nổi thì sao ấy. Rồi ok, lên được rồi. Thôi các bạn ơi, hẹp quá. Rồi bà luôn rồi, chạy sao bà luôn rồi. Nhưng mà cái này là cái nó chạy cái dáng đề can nè các bạn, không sao. Rồi ok, một chiếc nha. Rồi, một chiếc. Mình sẽ đưa lên chiếc tiếp theo. Ông nội đứng xích vô đây, nhường đường cho người ta. Đứng xích vô đi. Nhường đường chỗ cho người ta rộng, người ta lái xa. Rồi ok các bạn, mình sẽ lấy chiếc tiếp theo. Cẩn thận các bạn ơi, rất là hẹp luôn ấy các bạn. Chữ cái gì mà chữ? Đi ra chỗ khác đi. Chỗ người ta làm việc mà đứng ngắm ngó xe không mua mà ngày nào cũng qua ngắm xe cho các bạn. Không mua xe mà ngày nào cũng qua coi xe hết. Rồi ok, sao lần nào lên cũng bị chạy bên này hết vậy? Phải cá nồi. Rồi ok. Rồi đây một chiếc nữa. Hai chiếc. Sao dính cho này à? Rồi bay xuống. Rồi đưa lên được một chiếc ở tầng trên đó nè các bạn ơi. Lên luôn. Hết lái. Rồi qua lọt luôn, nhóng lên cái nè. Rồi. Lùi. Rồi ok. Nhóng lên. Đó, em. Ui giời, rồi xong bà nó giờ hung bà luôn cái đít chiếc xe phía trước rồi. Cây cú thật sự. Gì cũng hung được cái đít xe phía trước đó các bạn. Nó nè, sát gạt luôn rồi nè các bạn. Phải trưởng nè. Ok, thôi đóng cái bửng lên đi. Nâng cái trên lên nè. Đó, bây giờ mình nâng lên trên một cái nè. Đóng cái này lên luôn phải không ta? Đóng lên luôn đi các bạn. Rồi mình sẽ qua bên mình đưa cái đít qua bên cái lọ cái phía sau cửa hàng đó các bạn, để mình lấy ba chiếc kia. Trời, có các bạn có nó đóng kìa, khi nào mới xong? Trời ơi, đóng gì biết nào mới xong đây? Quái trưởng thật. Rồi, ok, chạy luôn các bạn. Đóng gì biết nào xong trời. Ê! Chết rồi, kẹt xe các bạn ơi. Kẹt xe giờ mình phải lấy thẳng xe là một cái mới được. Chạy đi anh. Anh đang đỏ à? Khó quá nhỉ. Xếp đục mà nổi nó luôn à. Chạy đi. Dưới kẹo một đống xe luôn các bạn. Đợi ông nội này ông chạy cái nè. Chạy đi chứ. Hồi kẹt xe bây giờ. Cây cứu được chứ các bạn. Đợi luôn các bạn ơi. Chơi luôn bây giờ kẹt một đống xe luôn rồi nè các bạn. Đó, mình mà không ra được hồi là kẹt đầy khu đường này luôn ấy. Chạy đi anh ơi, chạy luôn đi, vừa đèn đỏ đi, không có công an đâu, em bao đường rồi, yên tâm. Chạy đi, em bao đường rồi. Sao bên kia đèn xanh à, bữa nay chưa đèn xanh các bạn. Nửa giờ nó đụng sao rồi, nửa kìa các bạn. Chán là nên này chứ, đậu hoài vậy, xích vô đi. Đi cho lẹ các bạn. Đó, đây mình lấy thẳng xe lại một cái nè. Tâu vô. Vãi thanh niên giật bánh đầu vô sao xe đầu kéo luôn à. Thì mình niên này sao đít nữa, qua bên này chạy đi. Qua bên này đi. Rồi mình lùi lại các bạn ơi. Ra coi thằng xe máy này.
thằng xe máy này không ra. Mấy thằng này khó quá các bạn. Nữa thêm thằng này nữa rồi. Qua bên này chạy. Ra tôi sao luôn, xếp hàng lại từ đầu. Rồi ok các bạn ơi. Rồi hai thằng thanh niên nó đi vô chỗ khác coi. Đi ra chỗ khác coi. Đi ra chỗ khác. Ôi trời, biết không sợ súng luôn các bạn. Kìa. Mày đâu rồi? Ông nội già đó đó, đi ra chỗ khác, chỗ người ta ve xe. Ôi vẫn còn đứng các bạn. Ông luôn. Nói không nghe, nói không nghe, lỗ tai trâu, lỗ tai bò. Cán lên cái đầu luôn rồi kìa. Vãi nồi thật. Làm sao đưa cái đít vô đây các bạn? Lâu quá không chạy đầu kéo riết rồi xuống tay hết rồi các bạn ơi. À được rồi nè. À nhóng lên. Cán ông nội đã chết ngắt luôn rồi kìa. Rồi kìa. Mấy thanh niên này gọi là đi mù đường hay sao ấy, xe mình đang lùi mà cứ đụng đụng vô xe mình hoài. Cây thật sự. Rồi. Ok. Được chưa ta? Gì chắc mình nghĩ ok. Good job rồi đây các bạn. Rồi, đậu xe vậy đi. Rồi mình sẽ lấy hai cái chiếc ba chiếc kia lên nữa các bạn. Ba chiếc đó mình sẽ cho đậu ở dưới nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở cái bửng dưới lên nè. Rồi ok. Đi 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 đi. Ok. Ba chiếc trên để đậu ok rồi đúng không? Giờ mình sẽ lấy ba chiếc đậu ở dưới nữa. Đầu tiên là những này, ở sao có chiếc siêu xe đậu lên nữa vậy? Rồi ok. Let's go. Let's go. Let's go. Ở dưới này mình nghĩ chắc lên nó nhẹ nhàng hơn nè. Gắn đừng có cho chạy nha. Đỉnh cao không chạy. Không chạy xe các bạn. Ấy, ở dưới này như dễ hơn nè. Rồi luôn rồi, không thấy gì luôn rồi. Rồi xích lên tí nữa các bạn. Rồi, rồi. Ok. Chiếc thứ tư. Đó, rồi, chúng ta sẽ lấy thêm chiếc kia nữa. Ở chiếc này các bạn. Rồi. Lại không đóng cửa nó giờ chạy một hồi lên sức cái cửa luôn ấy. Đó rồi, cái cửa custom. Đó, đóng cái cửa này lại. Thanh niên không biết đóng cửa nữa. Rồi để mình nhắm lên cho ngay nha. Lần này không chạy nha, không chạy xe nha. Ok. 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 Tươi đỉnh cao vãi. Rồi sắc vừa vừa rồi các bạn. Ok, mình nghĩ là được rồi đấy. À chiếc thứ 5 nè. Rồi, một chiếc cuối cùng nữa các bạn. Một chiếc cuối cùng cúng cùi. Rồi của mấy ông này đang làm à. Rồi nghỉ làm đi anh ơi. Được rồi, được rồi, được rồi, nghỉ làm đi. Rồi để em lấy xe nè. Trời ơi, đứng ở dưới đó nè chứ. Nói không nghe mấy bạn. Rồi đóng cửa, đóng cốp lại hết các bạn ơi. Để phải dùng lệnh bấm nè. À, custom nè, đo nè. On nè, rồi ok. Rồi ông nội đi ra chỗ khác đi. Người ta đi rồi mà cứ đứng ở dưới sợ rồi. Cán không luôn các bạn. Đó, gì mới chịu đứng lại. Gì cũng nằm xuống sữa nữa các bạn. Phái nồi thì. Ra lọt không ta? Không lọt các bạn ơi, lùi một cái. Rồi. Hết lái. Khó nha, hẹp nha. Quá hẹp luôn các bạn. Nhóng lên. Đó. Đó. Lọt không trời. Rồi chạy, rồi xong hung đích luôn. Thôi toàn thiệt sự các bạn ơi. Nhưng mà không sao. À, chiếc cuối cùng nè. Rồi ok. Rồi, đóng bẩn lại. Ok. Rồi mình cho đóng bẩn lại đây các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi lên xe, lên xe. Rồi mình sẽ đi đến cái cửa hàng của Mai Linh nha các bạn. Đến cái chỗ hãng taxi Mai Linh. Đó thì nó sẽ nằm ở trên ở đây 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 đây. Là bên khu vực này luôn nè các bạn. Đó. Đoạn đường nó cũng tương đối thôi các bạn, nó cũng không xa mà nó cũng không xa các bạn. Đây, cũng nói chung cũng gần. Thôi đi luôn. Quất. Giọt 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 giọt. Ok. Giao chuyến này xong về lãnh lương nghỉ luôn. Giao xe về mà chạy xe người ta hết rồi, ông nội đâu đi đâu trời.
cái bẩn nó vẫn chưa đóng xong nữa kìa các bạn, phải chưởng thật. Đóng bẩn lại coi, cái bẩn này đóng lâu dữ vậy nè, nó đóng từ từ các bạn, phải chưởng thôi, nó kệ, trong thời gian nó đóng thì mình sẽ đi. Đây là nội thất con xe đầu kéo Mỹ nè các bạn, wow xịn sò ghê không. Rồi ok, rẽ phải. Trời sao đường này đông quá vậy, đường này kẹt xe các bạn ơi. À không phải kẹt xe mà là xe nó đang đậu. Trời ơi, từ từ, bình tĩnh nào mọi người. Trời ơi, phía trước phía sau gì tự lừa xe như vậy. Qua đi. Chắc mình chạy thẳng luôn đi các bạn ơi, chỗ này kẹt xe quá, đông xe quá. Ai chạy thẳng vô đây luôn. Rồi ok. Đó. Bình thường ở Việt Nam ấy các bạn, mà để vào thành phố thì nó sẽ có khung giờ của xe đầu kéo các bạn. Còn bên này thì nó chạy từ lưa hết đấy, muốn chạy giờ nào chạy à. Nó không như Việt Nam mình, theo khung giờ chạy các kiểu. Rồi chạy mọi người. Ở sao dừng, à đèn đỏ à. Trời, cái đèn đỏ có chút xíu luôn nè các bạn. Ok, ui đây có hai chiếc Innova nè các bạn. Đi. Đó, một chiếc đậu vô rồi. Ở lại dừng đèn đỏ nữa. Phải chừng thật. Giờ này cầu vượt này có bao nhiêu đó mà đèn xanh đèn đỏ dữ vậy. Đi thôi bác tài ơi. À, tới phía trước mình sẽ rẽ phải à. Cái xe mình bây giờ mà nói tới rẽ phải rẽ trái là cũng cả một vấn đề các bạn. Đây, bây giờ là rẽ phải nè. Cái đường này nó nhỏ quá luôn ấy, nhỏ xíu xíu luôn ấy. Rẽ hồi chừng đụng gãy cái cục điện nữa nè. Ok, không sao. Mày quá, giọt luôn. Đi. Lại dính cái đèn đỏ nữa vậy, vượt luôn. Hiện tại trong thành phố là chưa có xe taxi Maylin chạy các bạn. Mình giao đợt này công ty Maylin sẽ chạy vào thành phố Los Santos luôn nha các bạn. Ê, phải chưởng ông đội đây. Đụng sao xuống xe nằm đó luôn các bạn. Ôi, tôi không biết gì đâu. Có sao qua đây. Anh xuống coi coi. Khổ anh ghê rồi chứ. À đây. Anh có sao bên đây? Điện nhanh chiếc xe cấp cứu nha. Số điện thoại cấp cứu đâu rồi? Chết cha, mình không có số điện thoại cấp cứu rồi. Thôi, không có xe cấp cứu rồi anh ơi. Thôi anh nằm ở đỡ đi, nào cấp cứu tới thì cấp cứu tới. Ok, cản đường quá. Đi. Kìa, xe cấp cứu tới luôn kìa. Thấy không? Đó, mình nghe tiếng xe cấp cứu rồi các bạn. Kìa, đó. Xe cấp cứu tới luôn kìa. Ôi, may cho anh đấy nha. Xe cấp cứu tới luôn các bạn. Rồi ok, có cấp cứu rồi các bạn. Nhanh thật, không mình không điện thì người khác cũng điện cho mình nè các bạn. Yên tâm. Rồi mình lại tiếp tục hành trình đi giao xe. Qua đây. Thế là gần đến rồi đấy. Lại dính đèn đỏ nữa rồi. Sau hôm nay đông xe thật sự luôn ấy. Bình thường mà ví dụ ít xe là mình vượt luôn đèn đỏ luôn các bạn. Mà bữa nay đông xe quá đông xe luôn. Chạy thôi mọi người ơi. Chạy thôi mọi người ơi. Mọi người à, chạy đi. Mọi người à, rồi đi các bạn. Đó, ông nội nó khiến chết thì chạy qua lộ luôn đó kìa. Khiến chết thật sự. Rồi rẽ bên phải nè. Ôi lộn, rẽ bên trái chứ lộn. Đây, nhìn xin đường cái đi mọi người. Lên lề luôn rồi các bạn. Xin đường cũng không cho nữa. Ok. Rồi, ngon lành cành đào chim én tung bay. Sắp đến rồi. Nữa rồi, lại đèn đỏ nữa rồi. Vượt luôn. Có gì đâu mà có đường có ngắn ngủng à, mà đèn xanh đỏ quá trời quá đất. Rồi cái gì nữa đây anh? Chạy em qua không? Chạy đi. Đây bây giờ mình sẽ rẽ phải lên cái công ty taxi phi Mai Linh nhà các bạn. Rồi xong phim bà nữa nha. Đụng bờ xe có ông nội nào vậy? À đây. Đây là cái cửa hàng, không phải cửa hàng, gọi là hãng xe Mai Linh các bạn. Xin đường vô trong này cái đi anh chị ơi. Dạ em xin vào cái luôn anh chị ơi. Rồi ok. Mình nhắm vô đây cái đi các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình làm sao ta? Bây giờ còn hạ bẩn nữa các bạn, cái chỗ này hẹp quá luôn ấy, phải gồng gọng một tí còn đỡ.
Để mình xuống mình coi cái nha. Rồi cái gì rồi? Cái gì rồi? Cái gì rồi? Bây giờ mình hạ cái bẩn xuống đây thì mình chạy vô luôn các bạn. Đây là cái hãng Mai Linh nè. Ui, đang sửa chiếc này nè. Mới có 3 chiếc kìa các bạn. Ok, rồi hạ bẩn xuống đi các bạn. Hạ cái bẩn này trước. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa ngược xuống lại nha các bạn. Hồi lúc đầu thì mình đưa xe trên trước, còn bây giờ mình sẽ lấy xe ở ở dưới xuống lại trước. Đây, lấy chiếc này trước nè. Rồi, xong bà đó trời. Rồi luôn các bạn ơi, nó lắc nó bị cái gì luôn rồi. Từ 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 từ, giờ lui con này ra cái đi. Ôi ơi, nó bị lỗi rồi. Rồi chạy con này vào cái nha mọi người ơi. Rồi xong bà nó lại chạy nữa nha. Hôm nay giao xe xong rồi bị đuổi việc luôn các bạn. Rồi đậu vô đây. Một chiếc. Từ từ các bạn ơi, xe ngoài này nó bị lỗi hay gì rồi. Bực thấy nhờ. Em kiểm tra coi. À, con này đúng không? Con này không ta, hay là con trên này? Sao con này bị mắc 3 cái bánh luôn rồi? What the hell? Con này nó bị lỗi rồi các bạn. Con này nè, nó bị lỗi rồi. Rồi sao, có chạy được không vậy? Lôi vào đi các bạn. Đậu đỡ nó đi. Rồi bà nội đó, bà đi đâu lên trên đó luôn vậy? Rồi đi đâu lên trên này bà nội? Khùng à, đi xuống. Đi xuống, xe người ta leo lên. Vãi chưởng bá thật các bạn. Rồi lấy tiếp tục con này các bạn. Ok, rồi mình sẽ lấy cái chiếc thứ hai xuống nha các bạn. Đây, rồi lùi xuống, lùi xuống. Ok, rồi lùi xuống luôn, lùi xuống luôn, lùi xuống luôn. Rồi. Ok các bạn ơi. Đây, rồi nhấn vào. À, mình đổi bên này đi. Từ từ. Vô đây luôn. Công nhận cái kho này nó hẹp thật luôn các bạn, ít xịu à. Đậu được có mấy chiếc xe là hết rồi. Rồi à, đậu đỡ gì đi các bạn ơi. Chán thiệt chứ, cái kho nhỏ xíu rồi các bạn. Rồi mình lấy tiếp cái chiếc tiếp theo nha các bạn. Ok. Lấy con này xuống. Đây. Rồi ok. Lùi xuống luôn, lùi xuống luôn. Chết rồi, chết rồi. Con này mình đánh lái nhẹ nó bị lệch rồi. Thôi xong rồi. Cứ nó chạy rồi nè các bạn. Đa số là mình chạy xuống nó bị chạy không là là nhiều. Chứ nó không có bị hư hỏng. Rồi qua đây luôn. Vô đây. Không biết đậu chỗ nào luôn các bạn. Công nhận nó hẹp thật sự luôn. Rồi vô đây. Đó. 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 Rồi hai chỗ. Chắc giờ quanh kia quá ha. Rồi rồi bây giờ mình sẽ hạ tiếp tục cái bẩn trên xuống các bạn. Rồi bà nội đâu lên đó nữa vậy? Tới bà nội nữa kìa các bạn. Leo lên trên xe người ta không biết làm trên đó luôn. Chán thiệt chứ. Rồi ok. Rồi lấy chiếc này. Rồi bà nội này bà vẫn không chịu đi ra các bạn. Rồi giờ mình lui lại. Lui xuống, lui xuống. Nãy mình lên khó đúng không? Nhưng bây giờ mình xuống nó dễ lắm các bạn. Xuống cứ giữ thẳng tay lái là xuống thôi. À, rồi qua đây đậu luôn. Ông này ông đang kiểm xe các bạn. Xích vô anh ơi. Rồi gớt luôn sổ luôn rồi. Ủa nó mình nhớ đây có một chiếc xe mà. Sao nó mắc bà chiếc xe lên này rồi. Rồi ok các bạn ơi. Rồi, hai chiếc nữa thôi các bạn ơi, hai chiếc nữa. Rồi, tới chiếc này. À, ok. Rồi, xong lỗi cái gì nữa rồi. Ơi trời. Nhóng lên các bạn. Rồi. Xuống. Rồi. Đi lên. Rồi, vô luôn, giao xe Mai Linh luôn anh em. Ok, rồi. Ok. Rồi còn chiếc đậu bên này luôn nha các bạn. Trời ơi không biết trong này đậu được mấy chiếc nữa các bạn. Hẹp phải nồi. Chiếc cuối cùng. Rồi cuối cùng. Đừng có lỗi nữa giùm em. Rồi lùi xuống luôn. Rồi xong rồi.
chạy nữa rồi các bạn. Cái gì vậy? Ui, cảnh sát bắn súng rồi các kiểu, ghê quá, ghê quá, chạy ra mọi người ơi. Cái gì vậy? Ui, đi nhiều chuyện. Ui, nó dám bắn cảnh sát rồi kìa các bạn. Phải nồi thằng này. Ê, em tiếp chặt ra. Mày dám bắn cảnh sát không mày? Mày chưa biết tao là cảnh sát chìm à? Mấy thằng này nó không biết mày là cảnh sát chìm các bạn. Còn thằng nào nữa? Ra đây. Xong rồi chú cảnh sát đây. Ơ, à, chú cảnh sát đâu vậy? Ơ, à, còn sống hả mày? Đó, có biết mình là cảnh sát chìm các bạn. Ok, tiêu diệt hết trơn rồi chú cảnh sát. Sợ chốn mất tiêu luôn rồi. Rồi, giao xe tiếp tục. Ơ, à, mấy người trong này đâu hết trơn rồi? Ơ, à, đó hết trơn rồi, mọi người đâu hết trời? Trời ơi, ơ, gọi mất tiêu chiếc xe của mình nữa rồi. Phải nồi à. Ok các bạn ơi, như vậy là mình giao xe hết rồi, bây giờ lên đòi tiền thôi. Mấy người trong này đi hết trơn rồi các bạn, vãi trưởng ra. Lên nhận tiền đó, ớ, bị mắc kẹt rồi. Lên công ty các bạn, đây là đường lên công ty nè. À, hello anh, giám đốc ở đâu vậy, đứng pha cà phê à? Đây là văn phòng làm việc của hãng taxi các bạn, đây là gì đây? Ờ, à, toilet các bạn. Toilet mà các bạn nhìn giấy rồi để cuộn luôn. Vãi trưởng, đây này là gì đây? À, này là cái kho thôi. Cái này chắc phòng giám đốc quá. Ơ, à, giám đốc đâu mất tiêu vậy? Ơ, à, người sao đòi tiền đây? Người làm sao đòi tiền được đây? Vãi trưởng là các bạn. Không có giám đốc không biết làm sao đòi tiền xe luôn ý. Chắc mình đòi sao đi các bạn. Ok, và tạm thời mình sẽ làm đến đây. Và bạn nào thấy video của mình hay đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và các bạn nào muốn mình làm tiếp với tựa game GTA 5 này nữa thì comment phía dưới mình biết, mình sẽ làm trong các tập sau nữa nha. Ok, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. À, hello các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem live stream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập fanpage Nguyễn Quý Gamer, bấm thích và theo dõi nữa nha.